Khi trời bắt đầu sầm tối, ekip đoàn phim Chúng ta của 8 năm sau khẩn trương thực hiện những cảnh quay tại bối cảnh nhà trọ của Nguyệt lúc nhân vật này rời nhà bỏ đi. Phần đoạn có sự tham gia của cả 3 diễn viên Mạnh Trường, Minh Huyền và Nguyễn Quỳnh. Ekip đã chuẩn bị chi tiết từng đạo cụ, thực hiện dàn dựng ánh sáng để mang đến hiệu quả tốt nhất. Ngày hôm nay thì trường quay tại một bối cảnh là một khu tập thể cũng từ lâu rồi. Và đây sẽ trong bối cảnh phim sẽ là cái phòng trọ của Nguyệt sau khi cô ấy xảy ra những cái biến cố. Mục đích khi mà tổ họa sĩ họ chọn và đạo diễn họ chọn cái bối cảnh này, nó cũng có cái ý đồ của nó. Nó sẽ ra đúng được cái tinh thần của cái giai đoạn này của cái nhân vật Nguyệt. Địa điểm ngày hôm nay mà Huyền tới quay là một địa điểm rất đặc biệt, bởi vì là nó là một bối cảnh hoàn toàn mới, là sau khi Nguyệt gặp biến cố thì chuyển sang một ngôi nhà mới. Và ngôi nhà này thì đối với Nguyệt nó là một ngôi nhà rất là cô đơn và lạnh lẽo. Mở đầu buổi quay đêm là tình huống gặp gỡ giữa Mạnh Trường và Nguyễn Quỳnh. Cảnh quay đòi hỏi cảm xúc trầm buồn của Lâm và suy nghĩ đang rối loạn của Nguyệt. Kịch bản ngắn gọn nhưng phần thể hiện đã gây không ít khó khăn với hai diễn viên. Đạo diễn, DOP, quay phim, kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng hay tổ họa sĩ thiết kế luôn tập trung cao độ để có sự phối hợp chặt chẽ. Trước mỗi lần bấm máy, diễn viên tập thoại và thống nhất tuyến di chuyển, phối hợp nhịp nhàng cùng cô máy để có hình ảnh tốt nhất, phần đoạn diễn chân thật nhất. Nhân vật Lâm và nhân vật Nguyệt cũng rất ít khi quay với nhau. Và đây cũng có thể nói là cái phân đoạn thứ ba thứ tư hai anh em quay với nhau thôi, thì gần như là bất kỳ một cái phân đoạn nào mà khi mà nhân vật Lâm gặp nhân vật Nguyệt nó sẽ đều khá là lắng đọng. Cảnh quay ngày hôm nay cũng là một cái cảnh rất là đặc biệt. Lâm rất muốn một phần là động viên Nguyệt thôi, nhưng mà một phần cũng nói lên được các cái chất chứa bấy lâu nay của Lâm. Thế chính vì thế mà có lẽ cảnh quay ngày hôm nay cũng là một cảnh quay mà Trường cảm thấy rất là thích trong những cái phân đoạn mà quay với cả Nguyệt. Cái sự mất mát nó rất là lớn và nó rất là đau đớn, và mỗi lần diễn những cảnh như thế thì gần như là người của mình cũng đều run theo cùng với nhân vật, và mình cảm nhận được cái nỗi đau của một người vợ, một người mẹ không giữ được cuộc sống hôn nhân của mình. Em có rất nhiều những cái cảm xúc được đong đầy và mình thể hiện nó ra để khán giả có thể cùng cảm nhận và đồng cảm với nhân vật của mình. Ở cảnh quay kế tiếp, theo yêu cầu của kịch bản, hai diễn viên Minh Huyền và Nguyễn Quỳnh chủ yếu sử dụng biểu đạt nội tâm từ ánh mắt, nét mặt đến những cái ôm chia sẻ. Đây là lúc Nguyệt cần có một chỗ dựa và Dương dành thời gian ở bên người bản thân. Phần đoạn đã để lại những cảm xúc mạnh với hai diễn viên. Phần đoạn vừa rồi khi mà em quay với cả nhân vật của Dương thì bọn em có một cái tình bạn rất là khăng khít. Một tình bạn mà đã trải qua rất nhiều những thăng trầm trong cuộc sống. Sau 8 năm, có rất nhiều những biến cố, rất nhiều những bài học mà mình cần phải học trong quá trình trưởng thành của mình. Và đến bây giờ khi mà em thể hiện vai diễn này, lúc nào trong người mình cũng sôi sùng sục về cái tình cảm, cảm xúc của cái nhân vật. Thật ra thì trước mỗi cảnh quay thì mình đều mong muốn là cảm xúc với khán giả sẽ rất là bùng nổ. Tuy nhiên thì nó còn phụ thuộc vào sự may mắn nữa. Còn khi ở set quay thì tất cả các diễn viên đều cố gắng làm hết sức có thể. Và Huyền tin là khi kết hợp với âm nhạc, tất cả các cái mạch phim nó nối lại với nhau thì cảnh quay ngày hôm nay khán giả, Huyền nghĩ là cũng sẽ lấy được nước mắt của khán giả. Hoặc là những người mà có những cái đôi bạn thân thì sẽ có được những cái cảm xúc đồng cảm giống như Dương và Nguyệt. Những nốt thắt được đẩy lên cao trào, sóng gió vây quanh 4 nhân vật được ekip tiếp tục tập trung khai thác. Cặp đôi Nguyệt Tùng sẽ giải quyết câu chuyện gia đình như thế nào? Dương Lâm đến với nhau một lần nữa hay tiếp tục lãng quên chuyện xưa? Câu trả lời ở những tập tiếp theo Chúng ta của 8 năm sau hứa hẹn mang tới những cảm xúc dành cho khán giả. Trong cái quá trình mình trưởng thành thì ai trong chúng ta cũng sẽ có những bài học của riêng mình, và Quỳnh có thể tin chắc rằng mình có thể mang đến những cái cảm xúc, tình cảm để khán giả có thể đồng cảm cùng với những nhân vật trong bộ phim Chúng ta của 8 năm sau. Rất là hy vọng khán giả sẽ lại vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ bộ phim, và đặc biệt là tình cảm khán giả dành cho dàn diễn viên ở phần 2 cũng sẽ nguyên vẹn y như là tình cảm khán giả đã dành cho dàn diễn viên phần 1. Huyền biết là phần 2 thì nó sẽ không còn tươi sáng được như phần 1 nữa. Thay vào đó thì sẽ có rất là nhiều những cái drama này, những cái cảm xúc rất là dạt dào hay những cái ấn tượng mạnh. Và Huyền nghĩ là những cái điều đó cũng sẽ chạm được đến trái tim của quý vị khán giả, và mong rằng bộ phim Chúng ta của 8 năm sau sẽ giành được thật là nhiều tình cảm từ quý vị. Quý vị đón xem Chúng ta của 8 năm sau phát sóng lúc 21:40 thứ 2, 3, 4 trên kênh VTV3. Thưa quý vị, trong chương trình Chào năm mới đa sắc 2024, giải thưởng phim truyền hình ấn tượng được trao cho Gia đình mình vui bất thình lình. Nữ chính trong phim, nghệ sĩ ưu tú Kiều Anh giành giải diễn viên nữ ấn tượng. Diễn viên nam ấn tượng được trao cho Nhan Phúc Vinh trong bộ phim Đừng làm mẹ cáo. Ngay sau lễ trao giải, nghệ sĩ ưu tú Kiều Anh, Nhan Phúc Vinh và ekip Gia đình mình vui bất thình lình đã chia sẻ với khán giả niềm vui, hạnh phúc cùng với nhiều dự định trong năm mới.
Gia đình mình vui bất thình lình. Con muốn lấy vợ ạ. Con lấy ai? Không có một cuộc hôn nhân bất ngờ nào lại không có những lý do bất thường. Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho ekip phim Gia đình mình vui bất thình lình. Hơn 1,9 triệu lượt bình chọn phim Gia đình mình vui bất thình lình. Gần 4 triệu lượt bình chọn cho diễn viên nam ấn tượng Nhan Phúc Vinh. Hơn 67 triệu lượt bình chọn cho diễn viên nữ ấn tượng Nguyễn Kiều Anh. VTV Awards 2023 ghi dấu ấn với sức hút mạnh mẽ của phim VTV với khán giả truyền hình. Đây là một món quà cực kỳ ý nghĩa, cực kỳ giá trị mà khán giả, đặc biệt là khán giả phía Bắc đã dành cho Vinh. Nó sẽ tạo thêm rất nhiều động lực và nhắc nhở Vinh cần phải cố gắng hơn, nhiều hơn nữa, phấn đấu nhiều hơn nữa. Chúng em thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Và thực sự là đây sẽ là một kỷ niệm mà các anh sẽ không bao giờ quên. Các anh cũng nghĩ rằng đây là một món quà và sẽ là động lực cho Kiều Anh để tiếp sau đây các anh sẽ còn nhiều cơ hội để cống hiến cho khán giả nhiều hơn nữa. Rất vinh dự và tự hào khi bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình đã đoạt được giải VTV Award. Rất cảm ơn khán giả cũng như là hội đồng chuyên môn đã đánh giá cao bộ phim cũng như là ghi nhận công sức trong suốt 8 tháng chơi của chúng tôi. Đó sẽ động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện chính cả bản thân mình để làm những bộ phim tốt hơn nữa trong những năm tiếp theo. 8 tháng ghi hình, 6 tháng lên sóng, cốt truyện mới mẻ về một đại gia đình có nhiều thế hệ chung sống. Hội tụ dàn diễn viên chính tên tuổi, trong đó cặp đôi Thanh Sơn Khả Ngân được khán giả yêu thích sau 11 tháng 5 ngày. Nhiều cảnh, nhiều câu nói tạo viral, nhiều chi tiết đột phá. Đó là những lý do giúp bộ phim nhận được sự ủng hộ của khán giả, đặc biệt là người trẻ khi nhận giải phim truyền hình ấn tượng. Để có những thành công tại VTV Awards 2023, phía sau đó là những nỗ lực của đoàn phim trong suốt 8 tháng. Nỗ lực của chúng tôi là muốn toàn bộ khán giả biết được là năng lượng tích cực trong một gia đình sẽ đem lại những yêu thương, những sự ấm áp cho chúng ta. Có nhiều điều chúng ta không cần phải quá đao to bồ lớn đi và hãy ngồi với nhau, tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau thì mọi việc sẽ vượt qua được hết. Là một ekip trẻ, chọn cho mình một đề tài không mới là đề tài gia đình. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng cũng một phần nào đấy chúng tôi đã làm khó bản thân mình và không có gì hạnh phúc bằng khán giả đã đón nhận bộ phim của chúng tôi. Những nỗ lực, những cống hiến của toàn bộ ekip làm phim, của diễn viên, của từng bộ phận âm thanh, ánh sáng, biên kịch, đạo diễn. Đây là cái nguồn động lực tuyệt vời để chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa. Hai giải thưởng diễn viên nam nữ ấn tượng tại VTV Awards 2023 đều thu hút lượt bình chọn rất cao. Trong phim Gia đình mình vui bất thình lình, nghệ sĩ ưu tú Kiều Anh thể hiện một vai diễn khó, có chiều sâu tâm lý phức tạp, với lối diễn xuất đằm thắm, nội tâm, luôn tìm tòi để có cách thể hiện tốt nhất. Giải thưởng dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chị trong suốt 8 tháng ghi hình. Chiến thắng ở hạng mục diễn viên nam ấn tượng với vai diễn Quân trong phim Đừng làm mẹ cáu là một dấu ấn đẹp của Nhan Phúc Vinh sau 3 năm được đề cử vào top 3 VTV Awards. Giải thưởng cũng ghi dấu hành trình bắc tiến suốt hơn 4 năm qua của chàng diễn viên điển trai người Cần Thơ này. Thực sự là rất biết ơn trong suốt khoảng 4 năm vừa qua khi mà Hà Nội đã mang tới cho Vinh những giá trị rất là tích cực trong cuộc sống cá nhân của mình, giúp bản thân Vinh cảm thấy trưởng thành hơn về mặt con người. Đặc biệt là khi mà làm việc với các anh chị em ekip của VFC, các mọi người đều tận tâm, tất cả mọi người đều đầy nhiệt huyết, đầy đam mê để mang tới những bộ phim thật hay phục vụ khán giả. Thời gian mà làm phim đối với Kiều Anh thì là thực sự là một kỷ niệm vô cùng rất là đẹp với đoàn phim. Rất là nhiều khó khăn trong đoàn thì luôn luôn mọi người cũng đã có cái sự hỗ trợ hết mình, tạo cho mình một cái không gian làm việc rất là thoải mái. Kiều Anh rất là cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn hai đạo diễn luôn tận tâm, tâm lý để giúp Kiều Anh có một cái vai diễn thực sự thành công. Cùng với niềm vui, niềm hạnh phúc tại VTV Awards 2023, trở về sau giải thưởng, các nghệ sĩ lại hối hả bắt tay vào công việc, tiếp tục các dự án phim mới với mong muốn tạo ra các bộ phim hay, lan tỏa giá trị tích cực trong cuộc sống. Hiện tại thì Vinh cũng vừa hoàn thành xong bộ phim Không Ngày Cưới Chỉ Cần Một Lý Do đang được phát sóng trên VTV3 vào thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần. Vinh tin chắc là nhân vật Phong của Vinh trong bộ phim đó càng về cuối nó sẽ có càng nhiều đất diễn hơn. Và Vinh xin được gửi những lời chúc thân thương nhất, chân thành nhất của mình dành tặng cho khán giả. Hy vọng là một năm mới 2024, mọi người sẽ luôn luôn sức khỏe dồi dào, sẽ luôn luôn hạnh phúc với những cái mục tiêu mình đang theo đuổi. Chúng tôi đang đều có những dự án của riêng cá nhân và cũng có một lời hẹn ước là đến cuối năm sau thì chúng tôi sẽ tiếp tục để làm cùng chung tay vào cùng làm một bộ phim và cũng rất kỳ vọng là cũng sẽ tạo được những dấu ấn để khán giả có thể nhớ tới.
Và dấu ấn của chúng tôi sẽ là năng lượng tích cực ạ. Chúng tôi sẽ cố gắng để làm mới mình, cố gắng để thử thách mình nhiều hơn nữa trong những cái đề tài mới, đề tài khó, hoặc những cái hướng đi mới, những hướng đi khó hơn, mới mẻ hơn, trẻ trung hơn trong những cái dự án sắp tới. Tôi tin rằng nếu quý khán giả tiếp tục yêu phim truyền hình Việt Nam thì chắc chắn sẽ có rất nhiều những bộ phim hấp dẫn, ấn tượng đang chờ đón mọi người phía trước. Thưa quý vị, bộ phim Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do đang đi đến chặng cuối. Hạnh Phúc đã mỉm cười với cặp đôi Phong Yến. Trong khi đó, cặp đôi Đông Huyền phải vượt qua nhiều vướng mắc để đến được bên nhau. Ekip Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do đã thực hiện những cảnh quay cuối tại ngôi nhà cổ quen thuộc, gắn bó với đoàn phim suốt 6 tháng qua. Phóng viên của VTV Kết Nối đã có mặt tại đây để ghi lại những chia sẻ thú vị gửi tới khán giả. Trạng cuối của bộ phim hài hước, lãng mạn và đầy ý nghĩa nhân văn với cái kết ngọt ngào dành cho các cặp đôi. Với đoàn làm phim Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do, những cảnh quay cuối mang đến cho mỗi thành viên nhiều cảm xúc hơn sau nửa năm gắn bó bên nhau. Hôm nay là một buổi quay cuối cùng của bộ phim rồi, có rất là nhiều cảm xúc. Thì đây là một cái sân nhà, một cái ngôi nhà mà ba ông cháu bố con hay cãi nhau, rồi hay động viên nhau, rồi có rất nhiều kỷ niệm ở trong bộ phim. Cái góc sân này là một cái góc sân mà mang lại rất nhiều kỷ niệm vì cái buổi quay đầu tiên là cái buổi nắng nhất. Và đến ngày hôm nay cuối cùng thì mọi người có thể thấy Lân phải mặc áo khoác, là những ngày rất là lạnh. Cái góc quay này sẽ là góc quay mà nhớ nhất. Ngôi nhà này thì để lại rất nhiều ấn tượng và rất nhiều điều để mình phải nhớ. Nhưng với những cái người lớn tuổi như tôi thì chắc chắn là cỏ cây và hoa, nhất là phong lan ở đây. Và hôm nay là ngày kết thúc phim thì bác chủ nhà cũng tặng cho một ít mầm phong lan phi điệp để về gây giống. Cũng rất cảm ơn bác chủ nhà. 3, 2, 1, bắt đầu. Cả đoàn gắn kết với nhau như thế là tính ra cũng nửa năm rồi. Thì nó rất là nhiều tình cảm. Sau đấy, khi mà chia tay nhau thì cũng cảm thấy là nó trong lòng nó có cái gì nao nao. Gắn bó với nhau hơn 6 tháng, hàng trăm nhân sự của đoàn phim đã vượt qua nhiều khó khăn để thực hiện bộ phim Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, hòa cùng hành trình yêu thương và trưởng thành của các nhân vật trẻ. Những bài học cuộc sống chưa bao giờ cũ của nhân vật thế hệ trước. Đạo diễn Bùi Quốc Việt đã chia sẻ về những cảnh quay ấn tượng, đồng thời hé lộ kết phim cũng như gửi gắm nhiều tình cảm đến ekip cùng khán giả. Có thể nói những cảnh ấn tượng thì những cảnh cảm xúc, những cảnh đẹp, những cảnh tỏ tình, tình yêu lãng mạn, giống như kể cả cảnh kết phim nữa. Màn cầu hôn đôi giữa cặp Yến Phong và Đông Huyền, họ cầu hôn trên du thuyền, đó là những cảnh mà tôi ấn tượng. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành suốt 6 tháng qua, một thời gian khá là dài với bộ phim. Từ mùa hè cho đến mùa thu, mùa đông khá lạnh giá và mọi người vẫn rất nhiệt tình để đi đến cuối chặng đường. Cảm ơn khán giả đã theo dõi bộ phim và mong khán giả sẽ đồng hành đến cuối của bộ phim này. Mời quý khán giả đến với những diễn biến hấp dẫn của tập cuối phim Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do, phát sóng lúc 21:40 thứ 6 ngày 19 tháng 1 trên kênh VTV3. Thưa quý vị, bộ phim Chúng Ta Phải Hạnh Phúc đang thu hút sự quan tâm của khán giả khi cả 5 thành viên của nhóm Chuối Hột đều gặp phải những rắc rối riêng trong cuộc sống. Nếu các nhân vật Hòa, Bình, Nguyệt đang tháo gỡ vướng mắc hôn nhân thì Lê Tổ liên tục bấp bênh trong hành trình đi tìm người đàn ông đích thực. Mến chào quý vị khán giả của VTV, tôi là Ngô Phương Anh. Đến với bộ phim Chúng Ta Phải Hạnh Phúc, Phương Anh may mắn được vào vai Lê Tổ. Để vào vai tự nhiên như thế, hẳn Phương Anh và Lê Tổ có nhiều điểm giống nhau. Cô Anh cảm thấy như một Lê Tổ khá là giống mình. Bởi vì cô gái này là một cô gái sống hết mình. Cô ấy có một cái châm ngôn sống đó là cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Và Phương Anh cũng rất là thích câu nói đó. Bởi vì chúng ta chỉ có một lần sống trong đời, thì chúng ta hãy đến nơi mà mình muốn, hãy gặp những người mình yêu và hãy sống thật là trọn vẹn từng ngày để mỗi ngày trôi qua nó không vô nghĩa. Nghe yêu thương dẫn cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em vì chỉ biết đó là em. Phương Anh đã chăm chút cho vai diễn của mình như thế nào? Nhân vật Lê Tổ đã dễ thương sẵn rồi, cho nên là với Phương Anh thì Phương Anh chỉ bỏ thêm một chút màu sắc làm cho nhân vật trở nên sinh động hơn thôi. Về mặt trang phục thì đây là một cô gái rất là thời trang, cho nên là Phương Anh đã lên mạng
để xem những món thời trang nào để Phương Anh chuẩn bị cho nó thật phù hợp với nhân vật Leto của mình. Bạn từng chia sẻ rất sợ cảnh hôn bạn diễn, vì sao lại như vậy? Trước đây Phương Anh và anh Phương Hiệp đã có duyên được làm việc với nhau, và trong bộ phim đó thì anh Phương Hiệp thể hiện nhân vật ba của Phương Anh, và sau bộ phim đó thì hai anh em vẫn gọi nhau là ba và con đến tận khi mà nhận được lời mời của anh Đinh Thế Thụy cho bộ phim Chúng Ta Phải Hạnh Phúc. Phương Anh nhớ ngày đầu tiên mà khi lên trường quay của Chúng Ta Phải Hạnh Phúc gặp anh Hiệp thì Phương Anh có vô tư mình chào ba đóng vai bồ con hả? Anh Hiệp chỉ mình nè, không có ba nha, kêu ba là khó diễn lắm á. Và khó diễn thiệt nha, khó diễn nhất là những cảnh hôn thôi, chứ ngoài ra về những cảnh quay tình cảm, những cảnh quay tâm lý thì đã làm việc từ trước, cho nên Phương Anh và anh Hiệp mà phải nói là cũng rất là ăn ý. Có những phân đoạn pha trộn nhiều cảm xúc, Ngô Phương Anh cảm thấy như thế nào khi diễn cảnh đó? Vừa khóc, vừa cười, vừa giận, vừa gào thét, vừa điên, rồi vừa hồn nhiên, vừa nhí nhảnh. Trong một phân đoạn chúng ta có thể chinh phục được thử thách đó rồi thì bản thân của những người làm công việc diễn xuất như Phương Anh cảm thấy rất là thăng hoa. Anh nè, bình tĩnh, anh nè. Liệu sau nhiều rắc rối tình cảm, Lê Tổ có tìm được tình yêu đích thực của cô ấy? Lê Tổ có lẽ là một cô gái tưởng dễ nhưng lại khó, bởi vì có lẽ điều mà cô ấy mong mỏi nhất đó là một tình yêu chân thành. Cuộc tình mà làm cho cô ấy cảm thấy nặng nề nhất đó là một người đàn ông cũng ở độ tuổi trung niên. Em không được tiếp xúc với ai hết. Anh đang nói cái gì vậy? Với mối tình này thì có lẽ là nó đầy trắc trở, đó là nhân vật Hoài. Và Hoài và Lê Tồ sẽ có một kết thúc như thế nào thì Phương Anh xin mời quý vị khán giả sẽ cùng đón xem bộ phim Chúng Ta Phải Hạnh Phúc nhé. Mình đã từng hạnh phúc, nhưng hãy để nơi đây giữ nó lại giùm mình. Những chia sẻ của diễn viên trẻ Ngô Phương Anh trong bộ phim Chúng Ta Phải Hạnh Phúc đã khép lại chương trình VTV Kết Nối hôm nay. Quý khán giả hãy tiếp tục tương tác với chúng tôi qua fanpage VTV Đài Truyền hình Việt Nam và trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.